bị đi chơi nha. Wow.
gì hết. Món gì, món gì? Đây là món ăn ăn trong sôi. Đây là nồi cơm. Cơm nha, nồi cơm. Cuối hè. Cuối hè. Đập. Thấy chưa, không lộ đẹp trai xong mà nó còn canh rồi xong rồi đó. Ủa, sao canh này rồi canh kia nữa hả? Không, cái kia là tối ăn không có uống. Biết dân nhậu rồi. Này giờ đầu bếp thôi, tao là chỉ bài bài với dùm thôi, xào xạo thôi. Mình có đáng là gì? Mấy bà mới giữ với mình. Cái này là thấy cái là yêu cầu của Hiền Dương. Em thèm lắm rồi. Rồi, những cái Hiền Dương mới có món này. Em thèm lắm rồi, em năn nỉ luôn. Ông già nướng cực khổ lắm á. Chưa, anh đi ra chơi. Thank you.
Đâu không thấy hả? Ghé mới vui, ghé mới vui.